Sáng nay, Ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp quý 3 năm 2024. Dự tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông về cơ bản được bảo đảm. Toàn quốc xảy ra 12.350 vụ tai nạn giao thông, giảm 10,61%. Ùn tắc giao thông được kiểm soát tốt và giảm trên 65% so với cùng kỳ năm 2023. Số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng, về cơi nới thành thùng xe đã được xử lý một cách căn bản. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông toàn quốc trong thời gian qua. Tại Ninh Bình, các cơ quan chức năng đã tập trung tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các đối tượng là học sinh, công nhân, lái xe, đồng thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ, siết chặt trật tự kỷ cương, tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24 giờ. Kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về giao thông. Phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức phân luồng giao thông nhằm giảm thiểu ùn tắc, cùng với đó công tác xây dựng quản lý kết cấu hạ tầng được chú trọng. Nhờ vậy tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông được kiềm chế. Để đạt được mục tiêu đã đặt ra là trong năm 2024 tiếp tục kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, hội nghị cũng đề ra các giải pháp trong thời gian tới. Trọng tâm là Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với các bộ ngành địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức các buổi làm việc chuyên sâu về các vấn đề nổi cộm. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án chính sách, tổ chức triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025. Bộ Công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ. Ban An toàn Giao thông các tỉnh, thành phố tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy, ban hành kế hoạch năm 2024 tại địa phương, triển khai thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đợt nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Các bộ ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông.